Huy Nhan xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và Huy Nhan xin được bắt đầu chương trình chào buổi tối thứ ba ngày 6 tháng 10. Thưa quý vị, nước Mỹ đã có hơn 7 triệu rưỡi người nhiễm virus corona và cái con số người bị tử vong vẫn đang tiếp tục tăng, và trong đó có 5 tiểu bang đang có tình trạng nhập viện gia tăng một cách đáng ngạc nhiên. Thưa quý vị, và rất là nhiều tiểu bang hiện nay cái con số mà nhiễm virus corona đang gia tăng, đặc biệt khi mà nước Mỹ chuẩn bị bước vào cái mùa cúm. Và tại California thì thống đốc California đang đưa ra lời cảnh báo là California sẽ có thể bước vào cái đợt bùng phát thứ hai nếu mà chúng ta không có cẩn thận. Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua thì tổng thống đã được ra khỏi quân y viện Watergate và trở về tòa Bạch Ốc. Hương Giang đã chia sẻ với quý vị là ngay khi mà trực thăng Marine One đáp xuống trước tòa Bạch Ốc, tổng thống lên sảnh của tòa Bạch Ốc thì việc đầu tiên là ông tháo cái mặt nạ ra và để chụp hình. Không lâu sau đó thì ông Donald Trump đã tung ra một cái đoạn băng video ngắn quay ngay tại sảnh của tòa Bạch Ốc, và trong đó ông đưa ra một cái thông điệp rất là rõ ràng: đừng để virus chi phối tới quý vị. Thưa quý vị, trước đó khi trước khi mà ông Donald Trump lên đường xuất viện trở về lại tòa Bạch Ốc thì tổng thống cũng đã lên mạng Twitter thông báo là chiều hôm nay, tức là tối đầu giờ tối thứ hai thì ông sẽ xuất viện và đừng có bị để virus chi phối. Nhưng mà cái thông điệp vào ngày hôm qua thì gây ra sự giận dữ, làm thưa quý vị, làm dấy lên làn sóng chỉ trích rất là nhiều, bởi vì tổng thống bảo rằng là không có lo gì cả, đừng có bị sợ hãi bởi virus corona, đừng có để virus corona làm sợ hãi, bởi vì chúng ta có hệ thống những trang thiết bị y tế tốt nhất, chúng ta có thuốc được phát triển dưới thời chính phủ của tôi. Và thưa quý vị, những người mà sống sót được từ cái căn bệnh virus corona, họ rất là bất mãn khi mà nghe những cái lời tuyên bố của tổng thống. Và ngày hôm nay thì ông đưa ra một cái mẫu tweet nữa, ông bảo là virus corona nó không có đáng sợ, nó không có nguy hiểm, nó không có gây chết người như là dịch cúm, bởi vì mỗi năm thì cúm tước đi sinh mạng của rất là nhiều người, mặc dù tận cúm đã có cái thuốc chủng ngừa rồi. Nhưng cái tuyên bố của ông Donald Trump thì nó trái ngược với tuyên bố của các nhà khoa học gia. Đặc biệt vào ngày hôm nay thì ông Anthony Fauci, Viện trưởng Quốc gia về bệnh truyền nhiễm, nhà khoa học hàng đầu về bệnh truyền nhiễm, đã đưa ra những cái tuyên bố trái ngược với tổng thống. Thưa quý vị, tổng thống đã về lại tòa Bạch Ốc vào sáng ngày hôm nay thì bác sĩ riêng của ông, bác sĩ Sean Conley, đã gửi ra một cái thông báo cho biết là tình trạng sức khỏe của tổng thống, mọi chỉ số đều ổn định và ngày hôm nay thì ông không có những cái triệu chứng virus corona. Nhưng mà thực sự, thưa quý vị, cái tuyên bố này có bao nhiêu phần trăm sự thật trong đó thì chúng ta không có biết, bởi vì bác sĩ Conley đã mất tín nhiệm rất là nhiều trong những ngày vừa qua, và ông thừa nhận là ngày đầu tiên ông đã không có nói thật tình trạng sức khỏe của tổng thống, bởi vì ông không có muốn làm ông chủ không hài lòng. Và quý vị biết, cái bây giờ là cái câu hỏi đặt ra là những cái phản ứng phụ của những cái loại thuốc mà tổng thống đang sử dụng, đặc biệt là cái loại dexamethasone. Thưa quý vị, cái loại steroid này nó có rất là nhiều ảnh hưởng phụ, những cái phản ứng phụ mà thậm chí là nó có thể gây ảo giác. Bây giờ tí nữa Hương Nhan sẽ quay trở lại. Nhưng mà tổng thống thì đang tìm cách để quay trở lại những cái hoạt động bình thường, và ông tuyên bố là ông sẽ quay trở lại, sẽ sớm quay trở lại vận động tái tranh cử, cũng như là sẽ tham dự cái buổi tranh luận với ông Joe Biden, theo dự tính là sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 10 và ngày 22 tháng 10. Nhưng mà ông Joe Biden vào ngày hôm nay ông cho biết là nếu như mà tổng thống vẫn còn bệnh thì không có nên tranh luận. Nếu như đến ngày đó mà ông Donald Trump vẫn còn virus corona thì không có nên tranh luận. Đó là tuyên bố của ông Joe Biden. Bây giờ quay trở lại, cái điều đáng ngại cho tổng thống đó là thăm dò, trong cái cuộc thăm dò mới nhất được công bố vào ngày hôm nay thì cái khoảng cách mà ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump bây giờ nó càng ngày càng xa ra, thưa quý vị, mười mấy điểm. Nếu như trước kia vào đầu cái chiến dịch thì ông Joe Biden dẫn trước ông Donald Trump, thì sau đó ông Donald Trump thu hẹp cái khoảng cách
khoảng cách lại xuống còn cái khoảng cách khoảng 7-8 điểm, tức là dưới hai con số. Thì bây giờ cái khoảng cách sau khi mà Tổng thống vào nhập viện và với cái tình trạng là càng ngày càng có nhiều nhân viên, các cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc, ở bên trong Tòa Bạch Ốc cũng như bên ngoài, các đồng minh của ông Donald Trump lần lượt bị nhiễm virus corona sau khi mà tham dự cái sự kiện vào ngày 26 tháng 9, tức là vào ngày thứ Bảy diễn ra tại bên ngoài trời cũng như bên trong Tòa Bạch Ốc, khi Tổng thống đề cử bà Barrett vào thẩm phán tối cao pháp viện. Người ta không có tuân thủ, là lãnh đạo, là cơ quan đầu não của chính phủ Mỹ, nhưng mà họ đã phớt lờ những cái cảnh báo, những cái quy định của ngay chính cơ quan y tế của họ, tức là CDC. Không có giãn cách xã hội, mọi người ngồi rất sang sát nhau, không có che mặt mang khẩu trang. Mà chúng ta, quý vị nhớ là thứ Bảy như vậy, đến sang ngày thứ Hai, ông Donald Trump cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump đã sang Ngũ Giác Đài tham dự một cái sự kiện dành cho các gia đình, những bà mẹ, những gia đình mà có con hy sinh ngoài mặt trận. Quý vị có biết vào ngày hôm nay thì ông Phó Tổng Tư lệnh về vệ binh quốc gia của Hoa Kỳ, Phó Tổng Tư lệnh Charles Ray đã nhiễm virus corona, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona và đã đặt tình trạng là các viên chức ở Ngũ Giác Đài phải cách ly, phải cô lập, trong đó có tướng Mark Milley và trong đó có cả ông Esper, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Như vậy là cái ổ dịch, ổ virus corona mà nó đi từ Tòa Bạch Ốc bây giờ nó đã lan sang Ngũ Giác Đài. Sắp tới câu hỏi đặt ra là nó sẽ lan tới đâu? Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hay là cơ quan nào, chúng ta chưa biết. Bởi vì virus là kẻ thù giấu mặt. Mà khi chúng ta có thể thấy từ những cái hình ảnh là chính phủ hoàn toàn coi thường, 7 tháng rồi họ vẫn hoàn toàn coi thường ngay chính những cái cảnh báo, những cái quy định từ cơ quan y tế của họ đặt ra. Và quý vị biết vào chiều ngày hôm nay thì danh sách mà những người thân cận với ông Donald Trump nhiễm virus corona thì tăng thêm nữa, với cố vấn cao cấp hàng đầu đó là Stephen Miller. Quý vị nhớ Stephen Miller là người đứng đằng sau cố vấn về chính sách di trú, người đứng đằng sau những cái chính sách di trú rất là nghiêm ngặt, không chỉ là đối với di dân lậu mà kể cả đối với di dân hợp pháp. Và Mueller vào chiều ngày hôm nay thông báo là anh ta đã được xác nhận là dương tính với virus corona trong những ngày vừa qua, kể từ khi mà Hope Hicks có triệu chứng và xét nghiệm dương tính với virus corona. Thì Mueller được xét nghiệm mỗi ngày, nhưng mà kết quả mỗi ngày vừa qua đều là âm tính, cho đến ngày hôm nay là dương tính. Chúng ta nhớ là trong những ngày vừa qua, hình ảnh cho thấy là Mueller đi lại cùng với Hope Hicks, cùng trên đường đi bước ra trực thăng, cùng trên chuyến xe, cùng đi vận động tranh cử. Thưa quý vị, hai người này đi sóng đôi bên nhau nhưng mà không có che mặt, không có mang mặt nạ. Cho nên cái việc mà Mueller bị nhiễm virus corona thì không có gì đáng ngạc nhiên. Hồi tháng 5 thì vợ của cố vấn này, tức là Katie Mueller, là tùy viên báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence, cũng được xác định dương tính với virus corona và cô ta phải cách ly trong vòng 14 ngày. Và thời gian đó thì Stephen Miller lại không có bị. Hết vợ, bây giờ đến chồng. Và bây giờ cái danh sách nó càng ngày càng dài ra, quý vị có thấy không? Nhưng mà cái điểm mà đáng chú ý đó là ngày hôm qua Hương Giang chia sẻ với quý vị là Tòa Bạch Ốc họ không có tracing, tức là họ không có những cái biện pháp mà liên lạc để truy ra những người phơi nhiễm, những người tham gia cái sự kiện này. Mà CDC đó, quý vị biết họ đã phái tới Washington một đội ngũ lớn gồm các chuyên viên để hỗ trợ Tòa Bạch Ốc truy ra những người phơi nhiễm, và đây được xem là biện pháp ngăn chặn lây lan hiệu quả nhất từ trước cho đến nay. Nhưng mà cho đến giờ Tòa Bạch Ốc vẫn án binh bất động, cho đến giờ cái đội ngũ này vẫn chưa có được sử dụng tới. Có nghĩa là Tòa Bạch Ốc đã từ chối cái đề nghị của CDC. Không biết là với cái danh sách càng ngày càng dài ra như vậy thì liệu Tòa Bạch Ốc bây giờ họ có thay đổi ý định hay không? Tức là họ muốn giữ cái bộ mặt của mình hơn là thông báo đến với những người như vậy để có thể ngăn chặn cái sự lây lan truyền từ người này sang người khác. Và đây là cái điểm
mà bị chỉ trích rất là nhiều. Quay trở lại, quý vị biết, quay trở lại cái thăm dò, bây giờ trên toàn quốc gia thì ông Joe Biden càng ngày càng dẫn xa ông Donald Trump. Nhưng mà Hương Giang cũng lưu ý với quý vị là thăm dò chỉ là cái thước đo ngay tại lúc này thôi, bởi vì chúng ta còn đến 28 ngày nữa. Quý vị nhớ vào năm 2016 thì các thăm dò đều cho thấy bà Hillary dẫn trước ông Donald Trump, nhưng mà kết quả thì nó lại ngược lại. Cho nên cũng phải cẩn trọng với thăm dò, nhưng mà thăm dò vẫn là cái chỉ số được các chiến dịch vận động tranh cử, được các bên họ dựa vào đó để có thể nương theo, để có thể tung ra những cái chiến lược phù hợp. Bây giờ cái điểm đáng chú ý là quý vị biết là cái đánh giá của cử tri bên ngoài tham gia vào những cái cuộc thăm dò này cho thấy là ông Joe Biden vượt xa ông Donald Trump về tất cả những cái mọi mặt, về giải quyết đại dịch virus corona, về cái giải quyết bất bình đẳng chủng tộc. Nhưng mà có một điểm đáng chú ý về nhân cách, về tư cách thì hơn hẳn. Nhưng mà có một cái điểm đáng chú ý, tức là điểm mạnh của tổng thống lâu nay, đó là về mặt kinh tế. Thì cái thăm dò mới nhất cho thấy ông Joe Biden dẫn trước 4 điểm, một cái khoảng cách xích sao. Nhưng mà điều này cho thấy là cái sự tiến bộ của ông Joe Biden. Không biết đó là Joe Biden tiến bộ hay là tại vì ông Donald Trump thụt lùi. Quý vị biết là mấy ngày vừa qua, Dân Chủ, cụ thể ở đây là bà Nancy Pelosi, đã bắt đầu quay lại, nối lại những cái cuộc thương lượng với ông Bộ trưởng Bộ Ngân khố Steven Mnuchin. Mặc dù cái số phận của cái gói kích thích 2,2 nghìn tỷ Mỹ Kim, quý vị nhớ là Dân Chủ hồi tháng 5 thì họ thông qua, Hạ viện Dân Chủ thông qua cái gói kích thích là 3,3 nghìn tỷ Mỹ Kim, sau đó thất bại bởi vì Cộng hòa họ không có muốn bỏ một cái số tiền khổng lồ như vậy. Thì bà Nancy Pelosi đưa ra một cái đề nghị hợp lý, cân bằng cho cả hai bên. Ok, chúng tôi hạ xuống, còn quý vị thì tăng lên. Chúng tôi sẽ hạ xuống 2,2 nghìn tỷ, quý vị từ 1,2 nghìn tỷ tăng lên 2,2 nghìn tỷ. Như vậy chúng ta gặp nhau ở cái điểm giữa. Từ đó đến giờ tòa bạch ốc không chịu. Tòa bạch ốc đưa ra ok 1,6 nghìn tỷ Mỹ Kim. Chị Hương Giang nói tòa bạch ốc, chứ Hương Giang không có nói Thượng viện Hoa Kỳ, Hương Giang không có nói các nhà lập pháp Cộng hòa. Tại sao? Bởi vì bây giờ Cộng hòa đã trở thành cái công cụ, đã trở thành đảng của ông Donald Trump, chứ không phải còn là đảng Cộng hòa nữa. Cho nên tất cả mọi cái quyết định là từ tòa bạch ốc đưa ra. Bây giờ quay trở lại, mới đây thì Hạ viện Dân Chủ họ đã thông qua cái gói kích thích là 2,2 ngàn tỷ Mỹ Kim. Và bà Nancy Pelosi đã ngồi xuống với ông Mnuchin và hai bên đã thương lượng. Mặc dù số phận mong manh nhưng mà có tiến triển. Cho đến, thưa quý vị, đầu giờ chiều ngày hôm nay, theo giờ bờ đông, Tổng thống tuyên bố không có đàm phán, thương lượng gì nữa. Ông tống ra một loạt những cái ý kiến trên Twitter, nhưng mà trong đó có những cái ý kiến mâu thuẫn với nhau. Đầu tiên ông bảo là bây giờ kinh tế nó đang phục hồi, kinh tế nó đang khởi sắc, không cần đến bất cứ cái cứu trợ hay là kích thích kinh tế gì nữa. Nhưng rồi sau đó ông lại đẩy ra một cái mẫu tweet khác, ông bảo là ông sẽ chờ cho đến sau bầu cử mới có thể thông qua một cái gói kích thích. Như vậy xong, quý vị biết là hồi sáng đó thị trường chứng khoán bắt đầu tăng điểm sau cái tuyên bố của Tổng thống. Nó rớt điểm, thưa quý vị. Dow Jones vào cuối cùng, cái phiên giao dịch cuối cùng ngày hôm nay, Dow Jones mất 375 điểm. Ảm đạm. Nhưng mà quý vị có biết là vào ngày hôm nay, một nhà phân tích của Goldman Sachs đã đưa ra một cái đánh giá mà gây ngạc nhiên cho rất là nhiều người, mà nó có vẻ như phù hợp với cái thăm dò về vấn đề kinh tế. Vấn đề kinh tế bây giờ ông Joe Biden vượt trước ông Donald Trump. Và phân tích của Goldman Sachs, quý vị biết là Goldman Sachs là một cái hãng đầu tư, một ông trùm khổng lồ. Quý vị biết là Goldman Sachs phân tích là nếu như mà có làn sóng xanh vào ngày 3 tháng 11 thì kinh tế sẽ ổn định hơn. Lý do, mặc dù Dân Chủ thắng thì Dân Chủ sẽ tăng thuế doanh nghiệp, tăng thuế cái corporate, doanh nghiệp không có thích. Nhưng mà nó lại
nó sẽ giúp cho nền kinh tế ổn định, không có nhiều rủi ro và nó tạo tâm lý an tâm, nó tạo an tâm cho các nhà đầu tư. Mặc dù bị tăng thuế, nhưng mà về lâu về dài thì nó ổn định. Thưa quý vị, cái phân tích này của Goldman Sachs vào sáng ngày hôm nay cũng gây sự chú ý rất là nhiều. Bây giờ quay trở lại. Quý vị biết là trước khi mà ông Donald Trump tuyên bố là không có đàm phán thương lượng gì hết, tức là cái gói kích thích kinh tế này xong, cái đạo luật HERO Act 2.0 này coi như là xong. Trước đó mấy tiếng đồng hồ thì ông Jerome Powell, tức là chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, hay là tiếng Việt mình gọi là Ngân hàng Trung ương đó, trong một cái hội nghị của quốc gia thì ông đã đưa ra, thưa quý vị, ông đưa ra một cái cảnh báo hết sức là thẳng thắn, hết sức là nghiêm khắc cho Tòa Bạch Ốc và Quốc hội là cần phải có sự hỗ trợ để thúc đẩy nền kinh tế, còn không thì nền kinh tế Mỹ sẽ đối mặt với một cái rủi ro thảm họa, một cái rủi ro thảm kịch. Và ông bảo rằng là làm nhiều quá, ở đây ý nói là hỗ trợ nhiều quá. Cộng hòa thì họ chỉ trích dân chủ là họ không có muốn bơm tiền nhiều, dân chủ thì muốn hỗ trợ cấp địa phương, có nhiều tiền để hỗ trợ mức địa phương. Dân chủ vẫn muốn cái check $1,200 cho mỗi người dân Mỹ, dân chủ vẫn muốn trợ cấp thất nghiệp, dân chủ vẫn muốn bỏ tiền vào để đối phó với virus corona, dân chủ vẫn muốn cấp thêm tiền cho những nhân viên y tế, những nhân viên tuyến đầu và cho cái cấp địa phương, cho trường học, cho cảnh sát, cho cứu hỏa. Cộng hòa thì họ không có chịu. Họ bảo làm như vậy thì người dân lười biếng, người dân không có muốn đi làm. Đó là lý do về cái price tag của cái đạo luật này, nó không có, họ không có tìm được tiếng nói chung. Nhưng mà ông Powell đã đưa ra cái đánh giá là cái rủi ro đó mà của làm việc nhiều hơn, tức là những cái rủi ro mà cái price tag nó nhiều hơn thì nó vẫn ít hơn là làm quá ít ỏi. Nếu như Quốc hội và Tòa Bạch Ốc không có làm gì hoặc làm quá ít ỏi thì cái tác hại nó sẽ lớn hơn nhiều là làm nhiều hơn. Cái giá trị cho dù nhiều hơn thì cái tác hại nó vẫn thấp hơn đối với việc không làm gì hoặc là làm quá ít ỏi. Và cho dù cái price tag, cái giá nó nhiều quá đi chăng nữa thì nó vẫn không có lãng phí. Và mấy tiếng đồng hồ sau thì ông chủ của Powell bảo rằng quên chuyện này đi. Và cái chỉ thị trên Twitter của Tổng thống đã khiến cho thị trường chứng khoán chao đảo. Và ngành công nghiệp hàng không họ rất là giận dữ khi mà Tổng thống rút ra khỏi cái gói cứu trợ này, rút ra khỏi đàm phán gói cứu trợ. Bởi vì hơn ai hết, hơn ngành công nghiệp nào hết, ngành công nghiệp du lịch, ngành công nghiệp hàng không họ đang rất là cần những cái hỗ trợ từ chính phủ. Như vậy ở bên ngoài, quý vị cũng đừng có trông chờ là chúng ta sẽ có thêm một cái đợt cứu trợ bằng tiền mặt nữa hay là trợ cấp thất nghiệp nữa. Tổng thống thì chỉ trích là Nancy Pelosi và dân chủ, họ chỉ muốn giỡn thôi, họ không có đàm phán thương lượng nghiêm túc. Nhưng mà quý vị biết là bà Nancy Pelosi thì cũng không có vừa. Hai người này, Nancy Pelosi với ông Donald Trump, lâu nay cứ đâm thọc lẫn nhau. Quý vị nhớ, ông Donald Trump gọi đặc biệt hiệu cho bà Nancy Pelosi là Nancy điên khùng, còn bà Nancy Pelosi thì gọi ông Donald Trump là Mr. Make Matter Worse, tức là ngài, ông làm cho vấn đề trở nên tồi tệ. Họ đặc biệt hiệu cho nhau. Ông Donald Trump thì quý vị biết rồi, ông có thể nhục mạ, ông có thể dùng những từ thô bạo
đối với người khác, bà Nancy Pelosi lịch sự hơn nhưng mà cũng không có vừa. Cho nên bà Nancy Pelosi ngay lập tức bà bảo rằng việc ông Donald Trump mà rút ra khỏi cái thương lượng đó, không có thương lượng nữa, thì cho thấy cái bộ mặt thật của ông ta. True color. Cái bộ mặt thật của ông ta. Bởi vì ông ta không có sẵn sàng, ông ta không có sẵn lòng để giải quyết đại dịch này. Bởi vì trong cái đạo luật Hero Act này có cái điều khoản để giải quyết, để đối phó với đại dịch. Và thưa quý vị, truyền thông họ moi ra được là trong một cái cuộc điện đàm vào chiều ngày hôm nay với đồng nghiệp Dân Chủ, bà Nancy Pelosi đã đặt nghi vấn về tình trạng sức khỏe của ông Donald Trump. Bà bảo là không biết có phải là ông ta đang bị thuốc ảnh hưởng. Quý vị nhớ là Tổng thống đang dùng steroid. Ngày hôm nay ông được chích thêm một liều steroid nữa, dexamethasone. Và như Hương Giang nói, cái thuốc này nó có rất là nhiều cái tác dụng phụ, gây ảo giác, gây kích động, gây mệt mỏi, gây lo lắng. Thì bà Nancy Pelosi đã bày tỏ cái quan ngại này, bà bảo đồng nghiệp của mình là không biết là ông ta có đang bị thuốc ảnh hưởng không, và thuốc có đang ảnh hưởng tới tư duy của ông ta không. Nancy Pelosi bảo vậy. Thú vị, cái này vẫn chưa có xong đâu. Nhưng mà chúng ta người dân thì quý vị cũng đừng có nên hy vọng lắm về cái gói cứu trợ, mà quý vị có thể có thêm một số tiền mặt nữa mà có thể vượt qua. Và quý vị nhớ trong cái buổi tranh luận đầu tiên vào tối thứ ba, thì ông Donald Trump đã chỉ trích ông Joe Biden, chỉ trích Dân Chủ. Thì Joe Biden đã đáp trả lại là nếu như mà ông thực sự quan tâm thì tại sao không ngồi xuống cùng Nancy Pelosi, tại sao không ngồi xuống mà thương lượng với Dân Chủ để có một cái gói kích thích kinh tế để có thể hỗ trợ người dân, hỗ trợ các cơ sở nhỏ, hỗ trợ những người đang ở tuyến đầu. Vấn đề này còn dài lắm thưa quý vị. Nhưng mà cho đến giờ thì thực sự chúng ta vẫn chưa có biết là tình trạng sức khỏe thực sự của Tổng thống như thế nào. Nhưng mà quý vị biết là các nhà khoa học, những nhà nghiên cứu cho đến giờ họ vẫn tìm ra được, họ vẫn khám phá ra được những cái điều mới mẻ về virus corona. Và họ cũng phát giác ra được có những cái trường hợp mà những cái ảnh hưởng của virus corona nó có thể kéo dài hàng tháng. Và chúng ta hy vọng là Tổng thống hồi phục, nhưng mà ông không có bị những cái biến chứng, ông không có bị những cái ảnh hưởng lâu dài. Quý vị nhớ ngày hôm qua trước khi mà Tổng thống được xuất viện thì ông có lên mạng Twitter, ông bảo bây giờ tôi cảm thấy khỏe, mà khỏe giống như còn hơn cả cách đây 20 năm. Lý do tại sao là tại vì Tổng thống được điều trị bằng steroid, tất nhiên là ông cảm thấy khỏe rồi. Nhưng mà sau khi điều trị bằng steroid, sau khi mà chấm dứt điều trị bằng steroid, thì liệu cái tình trạng sức khỏe của ông như thế nào? Chúng ta còn phải chờ xem. Trở lại vào ngày mai thì tất cả mọi sự chú ý sẽ tập trung vào cái buổi tranh luận Phó Tổng thống, ông Mike Pence và bà Kamala Harris. Hai bên đều có vấn đề cả, chứ không phải bên nào cũng trong sáng, trong sạch. Nhưng mà cái buổi tranh luận duy nhất, Phó Tổng thống tranh luận duy nhất, nó thu hút sự chú ý. Bởi vì chúng ta nhớ khi ông Joe Biden đưa bà Kamala Harris vào thì đã khuấy động được những cái cử tri da màu. Bây giờ ngày mai cái câu hỏi đặt ra là vấn đề an toàn là vấn đề đầu tiên. Bởi vì chúng ta nhớ ông Donald Trump tham gia vào cái cuộc tranh luận vào thứ ba thì thứ năm ông được xét nghiệm dương tính với virus corona. Mà ông Chris Wallace, thưa quý vị, sứ ngôn viên của Fox News, người điều hợp cái chương trình tranh luận tổng thống vào tối ngày thứ ba, thì ông Wallace ông cho biết là ông Donald Trump đã tới cái nơi mà tổ chức cái buổi tranh luận đó tới quá trễ, cho nên không có được kiểm tra, không có được xét nghiệm virus corona ngay tại chỗ. Mà chúng ta nhớ là hình ảnh gia đình ông Donald Trump, hình ảnh ban vận động, nhân viên vận động tranh cử của ông Donald Trump vào phòng họp không có mang mặt nạ. Thậm chí mà khi
bác sĩ của Cleveland Clinic. Thưa quý vị, Cleveland Clinic là cái cơ sở, là đơn vị mà họ chịu trách nhiệm hướng dẫn những cái vấn đề về y tế trong tất cả các buổi tranh luận tổng thống. Bác sĩ của Cleveland Clinic đã đề nghị đưa khẩu trang, đưa mặt nạ cho gia đình ông Donald Trump nhưng mà họ từ chối. Bây giờ cái vấn đề này, hình ảnh này bị chỉ trích rất là nhiều bởi vì có thể vô tình họ đã lây lan virus corona. Mà quý vị nhớ là sau khi mà quý vị bị phơi nhiễm đó, sau khi có ai đó bị phơi nhiễm thì phải mất một thời gian sau, có khi lên đến 2 tuần thì mới có triệu chứng, xét nghiệm mới có kết quả dương tính, chứ không phải là phơi nhiễm trong vòng mấy ngày là đã có kết quả dương tính rồi. Virus này còn rất là nhiều điều mà chúng ta chưa được biết. Bây giờ cái vấn đề an toàn là cái vấn đề được đặt lên hàng đầu trong cái buổi tranh luận vào ngày mai. Trong khi bà Kamala Harris thì bà yêu cầu là ban tổ chức cần phải có một cái tấm mica ngăn cách giữa hai ứng cử viên. Thì ban vận động tái tranh cử của ông Mike Pence tuyên bố không chịu, họ không có chịu. Bảo rằng Katie Mueller, tức là vợ của Stephen Mueller vừa mới bị dương tính với virus corona, Katie Mueller bảo rằng là bà Kamala Harris muốn mà ngăn chặn thì cứ làm cái tấm đó chung quanh bà đi. Và bác sĩ của ông Mike Pence cho biết là xét nghiệm ông bà Mike Pence cho kết quả âm tính và cho thấy là ông Mike Pence vẫn hoạt động, vẫn có những cái hoạt động như thường lệ, như bình thường, cho nên không cần thiết là phải có cái tấm ngăn. Bây giờ Mike Pence sẽ đối mặt với một cái câu hỏi hết sức là khó khăn. Đó là chính phủ của ông Donald Trump. Và Mike Pence là nhà lãnh đạo trong cái lực lượng đặc nhiệm ứng phó với virus corona của Tòa Bạch Ốc. Ông sẽ trả lời với những cái câu hỏi, trả lời những cái câu hỏi về tình hình đại dịch, về cách mà chính phủ giải quyết cái đại dịch này như thế nào. Thì đây sẽ là cái câu hỏi mà làm đau đầu ông Mike Pence. Còn bà Kamala Harris cũng vậy, thưa quý vị. Trong thời gian vừa qua, bà chật vật để định mình là người Mỹ gốc Á, là người Mỹ gốc Phi. Vấn đề này cũng sẽ được đưa ra mổ xẻ. Và những cái hồ sơ của bà đối với cảnh sát cũng sẽ được đưa ra mổ xẻ rất là nhiều. Chúng ta chờ xem. Nhưng mà cái buổi tranh luận vào ngày mai được đánh giá là buổi tranh luận sẽ thu hút sự chú ý rất là nhiều. Và quay trở lại, ông Joe Biden bảo rằng là nếu như ông Trump vẫn còn bệnh thì không có nên tranh luận. Và ông cũng cho biết là ông sẽ tuân theo tất cả mọi hướng dẫn của Cleveland Clinic, cơ sở y tế này. Và ông bảo rằng nghe theo những cái lời của các nhà khoa học, của các bác sĩ là điều đúng đắn mà chúng ta nên làm. Thưa quý vị, bà Michelle Obama vào ngày hôm nay, bà đã đưa ra, tung ra một cái đoạn băng 24 phút. Đoạn băng này được cho là nhân thay mặt cho ông Joe Biden, kêu gọi cử tri đi bỏ phiếu. Và thưa quý vị, bà đưa ra những lời chỉ trích mà gây kinh ngạc, tức là chỉ trích quá thẳng thắn, quá thẳng thừng, đập thẳng vào mặt tổng thống về vấn đề đối phó với đại dịch virus corona, về giải quyết cái vấn đề bất bình đẳng chủng tộc cũng như là bạo lực cảnh sát. Cái phong cách của bà Michelle Obama thì nó cũng tương tự trong cái bài phát biểu mà bà phát biểu tại Đại hội Đảng Dân Chủ vào hồi tháng 8. Và những cái thông điệp ở bên trong, cái giọng điệu và thông điệp nó cũng tương đồng với bài phát biểu đó, nhưng mà lần này mạnh mẽ hơn. Bà bảo rằng Tổng thống Missing in Action, quý vị biết rồi, MIA tức là viết tắt của chữ Missing in Action, có nghĩa là mất tích trong chiến tranh, mất tích khi thi hành nhiệm vụ. Thì bà gọi Tổng thống là như vậy. Trong cái bài phát biểu hồi tháng 8 thì bà cũng đặt một cái câu hỏi về năng lực của Tổng thống. Thì bây giờ bà cũng đưa ra một cái tuyên bố tương đồng như vậy. Và bà bảo rằng cái việc mà Tổng thống đối phó với đại dịch virus corona, bà bảo rằng sai trái về mặt đạo đức. Và ông ta kỳ thị
nói thẳng, đạo đức sai, kỳ thị. Và bà bảo rằng đây là ông, bà chỉ trích ông Donald Trump cùng những đồng minh của ông ta gieo rắc những cái chia rẽ, gây ra cái tâm lý sợ hãi rằng người da đen, người da màu đang tàn phá khu vực ngoại ô. Thưa quý vị, thấy rõ ràng là bà đệ, cựu đệ nhất phu nhân nhắm thẳng vào cái tầng lớp cử tri đang được cả hai bên để ý, nhắm vào tầng lớp cử tri nữ ở vùng ngoại ô. Thưa quý vị, vẫn với một cái phong cách nói chuyện hết sức bình thản và nói chuyện từ tấm lòng mình ra, nói chuyện như rút ra gan rút ruột, đây là một cái điểm mạnh của bà Michelle Obama. Và với cái phong cách nói chuyện như vậy, bà đã đưa ra cái thông điệp kinh ngạc, chỉ trích tổng thống thẳng thừng và kêu gọi người dân, kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Joe Biden, một người mà bà biết rất là rõ, một người tử tế, một người có tư cách. Trong cái bài phát biểu 24 phút đồng hồ, bà Michelle Obama không có nhắc gì tới chuyện ông Donald Trump nhập viện sau khi thông báo là mình và cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump đã nhiễm virus corona. Bà Michelle Obama không có nhắc tới, nhưng mà khi mà bà tung cái đoạn băng ra thì bà có đính kèm cái ý kiến của mình. Thì trong cái ý kiến của mình đó, trong cái post đó, thì bà có cho biết là bà cảm thông, bà thông cảm đến tất cả những người nào, tức là bà nhắc về cái vấn đề là virus corona đang bùng phát tại tòa Bạch Ốc, và bà thông cảm cho, bà gửi lời thông cảm đến tất cả những ai đang bị nhiễm virus corona. Và bà bảo rằng, thành thật mà nói, bà tính là đưa ra những cái thông điệp này sớm hơn, nhưng mà với những gì đang xảy ra, đã xảy ra, thì bà cân nhắc là liệu có nên công bố hay không. Nhưng mà bà bảo rằng bà muốn đồng bào Mỹ nghe được, hiểu được những cái gì trong đầu bà, những gì mà bà đang suy nghĩ. Và thưa quý vị, không có nói chuyện virus nữa. Tại vì bây giờ, ngày hôm qua Hương Nhan có chia sẻ với quý vị là ông Rudy Giuliani, cố vấn luật sư tư của Tổng thống, chưa có kết quả xét nghiệm virus corona, nhưng mà chưa có kết quả. Nhưng mà trong cái chương trình phỏng vấn trên Fox News vào ngày hôm qua, khi mà ông chỉ trích ông Joe Biden, ông chế nhạo Joe Biden đã mang mặt nạ, thì Rudy Giuliani đã tiếp tục ho. Và thưa quý vị, nó đã làm mọi người kinh ngạc, và ở dưới rất là nhiều người bình luận về cái hành động này. Nhưng mà ngày hôm nay, trước khi lên chương trình, Hương Nhan tìm xem thử là ông Rudy Giuliani đã có kết quả xét nghiệm virus corona chưa, thì Hương Nhan chưa có biết. Còn ông Chris Christie thì đã nhập viện rồi, quý vị cũng đã biết về vấn đề này. Như vậy bây giờ chúng ta có nè, chúng ta có Hope Hicks, chúng ta có Stephen Miller, chúng ta có Kellyanne Conway. Mặc dù Kellyanne Conway bây giờ đã rút lui khỏi tòa Bạch Ốc, nhưng mà cố vấn này vẫn còn ảnh hưởng rất là mạnh đối với ông Donald Trump, và bà đã đến tham dự cái buổi lễ đề cử vào ngày 26 tháng 9. Mà con gái Claudia Conway, cô gái 15 tuổi, đang nổi đình nổi đám trên TikTok, đã lên trên TikTok bảo rằng là mẹ cô đó, tức là bà Kellyanne Conway, đã nhiễm virus và ho, làm cho những người trong nhà hy vọng là không có ai trong gia đình của Conway lây từ bà, những đứa trẻ không có lây từ mẹ chúng. Chúng ta có ai nữa thưa quý vị? Chúng ta có bà chủ tịch Ủy ban Quốc gia Cộng hòa, bà McDaniels. Rồi chúng ta có tùy viên báo chí của tòa Bạch Ốc, bà Kayleigh McEnany. Kayleigh McEnany mà quý vị nhớ là khi mà bị chất vấn là tại sao bà đi ra gặp ký giả, ra gặp truyền thông mà không có đeo mặt nạ, thì bà bảo rằng bà an toàn bởi vì tôi được kiểm tra mỗi ngày. Thì bây giờ Kayleigh McEnany đã bị nhiễm virus corona ngày hôm qua. Rồi quý vị biết là giám đốc vận động tranh cử của ông Donald Trump, Bill Stepien,
Rồi còn ai nữa? Ba vị thượng nghị sĩ Cộng hòa. Mà bây giờ đó, cái câu hỏi đặt ra là liệu cái thủ tục chuẩn thuận bà Barrett có diễn ra như theo dự định của Cộng hòa hay không? Cộng hòa họ vẫn muốn thủ tục diễn ra, tức là họ sẽ bắt đầu điều trần và chuẩn thuận bắt đầu từ ngày 12 tháng 10. Thì các vị thượng nghị sĩ, quý vị nhớ là trong ba vị thượng nghị sĩ mà bị nhiễm virus corona đó, thì có ông Mike Lee thì nằm trong ủy ban tư pháp thượng viện, tức là ủy ban sẽ tổ chức điều trần với bà Barrett. Trong đó có ông Tom Tillis từ North Carolina, ông Tillis cũng nằm trong ủy ban này, rồi có ông Ron Johnson từ Wisconsin. Thượng nghị sĩ của Cộng hòa bảo cho dù mà có cần phải mặc cái moon suit đi chăng nữa, tức là cái bộ đồ của phi hành gia đi lên mặt trăng đi chăng nữa, thì họ cũng phải mặc để tới tham dự cái phiên điều trần này để có thể chuẩn thuận bà Barrett. Chúng ta chờ xem thử là dân chủ thì họ phản đối dữ dội. Họ bảo là với cái tình trạng mà các vị thượng nghị sĩ mà bị bệnh như vậy, bị nhiễm virus corona như vậy thì nên hoãn lại cái chuẩn thuận này. Và Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm nay thì ông lên mạng Twitter, ông bảo rằng là sau khi mà ông tuyên bố là không có đàm phán thương lượng về cái gói cứu trợ nữa, và ông đưa ra cái thông điệp là ông muốn các nhà lập pháp Cộng hòa bây giờ tập trung vào vấn đề chuẩn thuận ứng cử viên của ông, đó là bà Barrett. Không có nói nhiều tới virus nữa, bởi vì càng ngày thì cái danh sách càng lớn, mà cái ổ dịch ở tòa Bạch Ốc thì có vẻ như các viên chức họ không có muốn diệt cái ổ dịch này. Và quý vị biết là cái không khí tại tòa Bạch Ốc bây giờ hết sức là ảm đạm, bởi vì họ không có một cái thông tin gì chính xác từ cấp trên gửi xuống. Rối trí, họ bối rối lắm, họ rối lắm, rối rắm lắm, tại vì điều này cho thấy là chính phủ cho đến giờ 7 tháng rồi, 7 tháng trôi qua rồi mà chính phủ họ vẫn không có được một cái kinh nghiệm gì cả, họ vẫn không có một cái kế hoạch cụ thể nào trong cái việc đối phó với virus corona. Quý vị biết là bà thống đốc Michigan là bà thống đốc dân chủ. Ngay từ hồi đại dịch mới bắt đầu thì bà đã đưa ra một cái lệnh là bắt buộc người dân phải mang khẩu trang, phải mang mặt nạ, mandate. Và bên Cộng hòa, những người bảo thủ đưa cái vấn đề này ra khởi kiện và tòa đã bác bỏ cái sắc lệnh của bà thống đốc. Thì bây giờ với những gì diễn ra, với những gì xảy ra, thì bà thống đốc Michigan vào ngày hôm nay đưa ra cái sắc lệnh, tái ban hành một cái sắc lệnh như vậy. Cho đến cuối ngày hôm nay thì nhà chưa có thấy ai lên tiếng là sẽ có vụ kiện gì cả. Ngày hôm qua Eric Trump, quý vị biết Eric Trump là con trai của ông Donald Trump, con trai thứ, người bây giờ đang nắm quyền điều hành quản trị Trump Organization. Cuối cùng trong một thời gian phản đối thì ngày hôm qua cũng đã ra, thưa quý vị, ra để biện lý Manhattan thẩm vấn liên quan đến cái vụ điều tra, đến cái cuộc điều tra. Trong đó có nhiều vấn đề, nào là gian lận thuế, gian lận bảo hiểm. Và thưa quý vị, đây là cái cuộc điều tra của văn phòng biện lý Manhattan ở New York. Và ngày hôm nay thì ông Mark Esper, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông cũng cho biết là bây giờ Mỹ cần phải có, từ giờ cho đến năm 2045, Mỹ cần phải có 500 tàu hải quân để có thể đối đầu đầu với Trung Quốc. Thú vị, điều này nói lên điều gì? Cái thông điệp ngầm đứng đằng sau là bây giờ Trung Quốc họ đang cải thiện cái năng lực quân sự của họ. Và nếu như mà Mỹ không có sẵn sàng, Mỹ không có nhanh chân thì Mỹ có thể tụt hậu đằng sau Trung Quốc. Và ông cho biết từ giờ cho đến năm 2035, tức là trong 15 năm nữa, Mỹ phải có vào khoảng 355 tàu hải quân. Cái sự lớn mạnh của Trung Quốc, về mặt quân sự của Trung Quốc, là cái điều mà không có gì chối cãi, thưa quý vị. Và vào ngày hôm nay có thông tin, quý vị còn nhớ cái vụ mà ông Rick Bright, tức là cái cơ quan mà đứng đầu cơ quan nằm ở trong cái Viện Y tế Quốc gia, cơ quan này chịu trách nhiệm
về, thưa quý vị, về vaccine, thì ông là được xem là người thổi còi, tức là người đứng ra tố giác những cái khuất tất của Bộ Y tế, và ông bị giáng chức, rồi ông khởi kiện. Thì ngày hôm nay ông Price thông báo là ông từ chức. Những người giỏi thì lần lượt bị ra đi. Và thưa quý vị, Hương Giang mới nhìn đồng hồ, thời gian của Hương Giang hết rồi. Trước khi ngưng bản tin ngày hôm nay thì Hương Giang cũng chia sẻ quý vị là cái đám cháy Class Fire đang hoành hành ở White Country, tức là phía Napa của vịnh San Francisco, đã được khống chế khoảng 50%. Mà quý vị nhớ là Hương Giang thông báo với quý vị nhà chức trách hồi cuối tháng 9, họ cho biết là phải mất đến cuối tháng 10 thì họ mới khống chế được hoàn toàn. Và ngày hôm nay thì cái không khí ở vùng vịnh San Francisco vẫn không có trong lành, vẫn chưa có trong lành, thưa quý vị. Và có một cái bản tin mà đây là tin buồn cho bất cứ những ai là tín đồ guitar, thưa quý vị. Cây guitar huyền thoại Eddie Van Halen đã qua đời vào ngày hôm nay ở độ tuổi 65 sau một thời gian chống chọi với ung thư. Quý vị xem mà vào năm 1984, nếu mà Hương Giang nhớ không nhầm, thì lúc đó Van Halen có chơi guitar với Michael Jackson trên trong cái bản là Beat It. Và trước đó thì ông có cái chơi cái bản là Eruption rất là nổi tiếng, thưa quý vị. Đây được xem là tay guitar huyền thoại. Đây là một bản tin buồn cho rất là nhiều tín đồ. Thưa quý vị, Hương Giang tạm ngưng phần tin ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính chúc quý vị an toàn, bình an. Và quý vị nhớ là vào báo calitoday.com để tiếp tục theo dõi những cái preposition, tức là những cái dự luật mà có trên lá phiếu của California, để quý vị có thể đọc được bản Việt ngữ, hiểu thêm là quý vị có cái quan điểm về những cái dự luật ở trên lá phiếu như thế nào. Yes, no, chống hay là thuận. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin chào và